Vô đó ngồi kìa. Ngày mai tới chủ đề các thánh tại vị đạo Việt Nam. Hôm nay tôi nhập đề bằng cái câu: chúng con đã về đây vì khát khao hơi mẹ. Không phải là câu nói của tôi chế ra, mà câu đó của cố nhạc sĩ Phạm Duy trong cái thiên trường ca Mẹ Việt Nam. Còn chỗ này chị ơi. Ông có để lại ba câu: chúng con xin thề giữ thơm quê mẹ, cuộc đời phai tàn sao thế giới, chỉ còn tình yêu của mẹ mà thôi. Ông ca ngợi mẹ Việt Nam, chứ ông không nói gì về mẹ Maria. Nhưng chúng ta cũng việc dùng cái đó, bởi vì qua cái tình mẹ mới nếm được thế nào là tình của người Việt mình. Vì một cái trở ngại tôi cho là nhỏ nhỏ về vấn đề nho giáo, kính nhi viện chi, càng kính thì càng ở xa. Cho nên trong cái chế độ gọi là tam cương ngũ thường, quân sư phụ đó, thì người ta đưa ông bố ở xa đứa con một chút, không được gần gũi người mẹ. Do đó khi lớn lên nói tình Chúa là cha, có thể nhiều người nam, người đàn ông đó của Việt Nam cảm thấy không nếm được. Nhưng nói về tình mẹ thì gần gũi hơn, không có gì cách biệt, cho nên dễ chấp nhận. Thưa quý vị, khi vào đề tài này, tôi có soạn ngược lại một cuốn sách của tôi, những cái gì ngược là nó ngoài đề. Hai tuần vừa rồi, chúng ta cứ nghe bài tin mừng Chúa Nhật đều có cái câu: Chúa chặt lòng thương, thương thật đông. Tôi ngồi, tôi không có giỏi, nhưng tôi đi tra cứu. Tiếng Do Thái, chữ ra khăn là danh từ. Còn, chữ ra khăn minh là danh từ, đến từ động từ ra khăn. Cả hai chữ đó đều nói lên sự xót thương hay chặt lòng thương. Tôi thích chữ chặt hơn chữ động. Động lòng thương có tính cách mình bị động, còn chữ chặt là mình thấy ai đau, mình đau theo. Ai xót, mình xót theo. Tiếng Việt hay ở chỗ chữ chặt, mặc dù nó xưa rồi. Chúng ta nhìn hai tiếng Rachamim và Rachamim ra chữ chặt lòng thương hay thương xót. Nhưng mà cái tuyệt vời của tiếng Việt là cái đau là nói về thể lý, cái khổ là nói về tinh thần. Cho nên đứng trước những đau khổ thì người có trái tim sẽ chặt lòng thương, còn người không có trái tim mặc kệ nó, đúng không? Do đó người ta có câu đố: nơi nào lạnh lẽo nhất thế giới? Không lẽ nơi nào gần với Bắc Cực? Không. Nơi nào trái tim không còn yêu thương? Cho nên nó có mấy cái bài hát trái tim mùa đông. Trái tim đông. Ở trong tù tôi nghe mấy bạn tù hát, mà tại vì không có bản nhạc cho nên nó tam sao thất vọng. Là tôi lại đố mấy vị: tam sao thất vọng nghĩa là gì? Tam là ba, sao là sao chép, thất là gì? Là bảy hả? Trật lất rồi. Thất là mất, mất cái bản chính đi. Ba lần sao là cái bản chính nó mất tiêu rồi, nó đi sai rồi. Cho nên trở lại vấn đề, khi mình nghe, mình thấy người ta nói tam sao thất vọng, nói về chặt lòng thương, thì mình nghĩ đến tại sao không dùng động lòng thương. Tôi trả lời liền đó là bởi vì hai cái từ Racham hay Rachamim nó đến từ cái gốc chính của tiếng Do Thái là Rechem, khá giống. Mà Rechem có nghĩa là lòng người mẹ.
con mình và còn hơn. Trong khi đó, như mình nói kính nhi việc chi đó, ông bố ở hơi xa, cho nên mình tới gần không được. Thành thử ra, Chúa Giêsu đã xuất hiện để mời mình trở về gọi Thiên Chúa là Cha. Bài giảng sáng nay có nhắc tới cái ý đó. Thiên Chúa là Cha, nhưng mình quên. Và nhất là tâm hồn người Việt Nam mình hơi xa cách ông bố, kính chứ không dám yêu mến. Người Do Thái cũng giống người Việt, ghép chữ lòng với dạ là một, Rechem, lòng dạ của mẹ. Và thấy quý vị thấy không, tiếng Việt nói sao? Hạ dạ, thỏa lòng, nhẹ nhàng. Hay lòng dạ sắc son, hay lòng lan mà dạ sói. Lan là cái gì? Chó rừng. Sói cũng là chó rừng. Tôi đố quý vị, tại sao chó sói với con mèo nó phải ăn thịt sống? Câu trả lời, tại nó không biết nấu. Suy nghĩ chỉ cho xa. Vợ của tụi nó cũng không biết nấu, cho nên cả nhà ăn thịt sống. Rồi lòng lan dạ sói, ghê ghê mà. Lòng dạ cứu mang, nó nói về người mẹ, không phải chỉ có mang đứa bé về thể lý mà cả về tâm lý. Bạn mang nó trong tâm của mình, cho nên nó rất gần gũi. Xin mời cứ đi tự nhiên, đừng đi lon con rồi té. Cứ đi thẳng. Tôi xin lỗi là vì bây giờ mới tới giờ bắt đầu đó, cho nên không phải mấy anh chị nào vào trễ đâu, mà lỗi của chúng ta là bắt đầu quá sớm. Thế anh đừng có ngại. Chia nhau ngồi. Ai mặc váy xin ngồi phía sau. Cây vông nó mềm hơn, nó không có mắt,
nhưng mà người ta gọn nó thành hình vuông để cầm. Vuông là âm, là đất, là mẫu, là mẹ. Và cây vông thấy nó không có rỗng ruột, nhưng quý vị kê lên thổi đi, từ đầu này nó sung ra đầu kia. Cho nên người mẹ thương con đến rỗng ruột và xung đột, do đó ta đổi thừa con hư, cháu hư. Không ai nói mấy ông hết. Tội nghiệp các bạn. Chính vì vậy mà những câu chửi thân yêu trong gia đình thường chửi bên nào? Bên nội. Tao đánh theo cô nội mày giờ cho mày. Tao đập chết cha mày cho mày. Tại vì cái người chửi nó thường là phái nữ. Thứ hai,
để xưng tội chỉ có các ông đi xưng, còn các bà đi xưng nhà thờ khác. Là vì nói nó mà biết là cả làng đều biết. Tôi đồng ý với một linh mục nổi tiếng ở San Jose.
quý vị biết là ai là tác giả của quyển sách này. Tôi mới nhận được hồi tháng 3 thôi. Quyển sách để Maria, nữ vương vượt thời gian. Xin cho hỏi vật, ai có sách này giơ tay lên. Hay quá, có 3-4 người rồi, ít nhất là cũng nhân ra. Rất là hay. Mới xuất bản cách đây 2 năm là 2022. Toàn bộ về Đức Mẹ, đằng đầu là con tem, mà chút nữa mình giới thiệu. Con tem của miền Nam Việt Nam, Đức Mẹ là vàng, được in trên bưu chính. Rồi từ đó mình mới suy ra, nhiều nước cũng có con tem Đức Mẹ, nhưng để đâu, tôi trở lại nhà dòng tôi đi làm. Chữ của nhà dòng đã được giáo hội phê chuẩn. Nếu phải đổi, có nghĩa là lúc đó giáo hội sai. Nhưng các cha, các thầy vâng lời thay đổi. Bây giờ tôi nói tại sao có chuyện thay đổi. Tôi nghĩ là gây ra nhiều tranh cãi trong giáo hội trong một thời gian không có dài đâu, ngắn thôi. Nhưng xét về ngôn ngữ, theo cha Nguyễn Thảo Nam, tiến sĩ Nguyễn Thảo Nam, San Jose, trong quyển sách này, cha nói diễn tả vai trò đặc biệt duy nhất của mẹ Maria, nên các nhà thần học, một số đời giáo hoàng và các người gọi là diễn thuyết về nữ vương học đã không ngần ngại dùng cái câu Đức Mẹ đồng công. Chữ đồng được nhấn mạnh đàng hoàng. Nhưng tới một cái lúc 2016-2017, ai khởi xướng lên nói như vậy là làm mất chức của Chúa Giêsu, làm giảm vai trò của Chúa Giêsu, vì Đức Mẹ không thể bằng Chúa Giêsu. Cái câu thì có lý, cái chữ thì không có lý, vì chữ cô không phải là bằng. Chữ cô là tiếng đầu ngữ nói là mới, with. Chữ cô và tiếng Latin chữ cung có nghĩa là với. Tôi làm với người này, tôi làm với người kia, tôi đâu có nói tôi làm bằng hay làm hơn. Chữ đồng là với, chứ không phải chữ bình là ngang nhau, bình đẳng ví dụ. Do đó khi nói lên dùng chữ đồng công thì bớt vai trò của Chúa Giêsu. Tôi không phải là người tranh cãi, tôi cũng chấp nhận giống như nhà dòng, nhưng lòng tôi phục. Tôi có quyền đâu ai cãi, mà tôi không có đi rêu ra những cái để mời ta chống đối, vì nhà dòng đã chấp nhận rồi. Do đó, vì sự chấp nhận vâng phục của nhà dòng, tôi phục nhà dòng hơn. Đối với tôi, cái chữ cũ đẹp vô cùng. Mình vẫn còn đi hỏi đại hội, đến hỏi đâu ở dòng đồng công. Ai cũng nói mẹ đó. Chứ đâu có nói, ở dòng miệng có chùa. Không sao, đó là một nét tôi xin phép ra đề đó. Để tôi nói là vì nhiều khi mình đến đây mà mình không tìm hiểu từ cái bản của nhà dòng đã đục ra để thay lại. Đến cái danh xưng, tất cả giấy tờ đều thay đổi. Một sự vâng phục trọn vẹn, không tranh cãi. Ai muốn nói gì nói. Cộng tác của Đức Mẹ đúng chứ. Ngay từ đầu Đức Mẹ cộng tác. Cộng tác từ biến cố truyền tin, cộng tác cho đến chuyện chấp nhận Giuse hiểu lầm cái bào thai của mình. Mà quý vị nếu đọc trong cái quyển này của cha Nguyễn Thảo Nam, quý vị sẽ thấy một cái bào thai không được người hôn phu chấp nhận, thì cái người nữ đó, gọi là người nữ chữa hoan, sẽ bị lôi ra trước cửa nhà, ném đá ngay tại cửa nhà. Cửa nhà nhá, chứ không phải ra quảng trường đó. Mà ai lôi? Nếu có cha mẹ thì người bố nắm cổ lôi ra, bắt quỳ xuống, dâng tới ném đá. Nếu ông bố và bà mẹ không còn thì người chồng là ông vũ xe lôi ra, để đây, bào thai này không phải của tôi. Hỏi cái đau khổ của Đức Mẹ ai bằng không? Mà nhờ ơn Chúa, Giuse đã biết nhìn lên để được một cái giấc mộng hướng
cấm và Maria thoát chết. Rồi trải qua 30 năm cộng với 3 năm Chúa đi truyền giáo, chắc Đức Mẹ hoàn toàn cộng tác. Có những lúc cộng tác hơi lệch đường, Chúa dắt về, Chúa Giêsu dắt về. Quý vị ơi, đúng cái lần 12 tuổi Chúa đi lạc, có đi lạc không? Không, Chúa tự ý ở lại đền thờ. Đức Mẹ trách đó, Đức Mẹ đi lạc rồi đó, Đức Mẹ trách sao con làm như vậy với cha mẹ. Chúa hướng Đức Mẹ nhìn lên: đừng quên con phải làm việc cha con trên trời. Đức Mẹ hiểu. Cái lần người ta đồn Chúa điên nè, không có giờ ăn nghỉ nữa, đi dắt nó về đi, đi một mình sợ không được, mẹ dẫn mấy người bà con theo. Chúa phán cho một câu nữa, tại vì mẹ chỉ nghe người ta bình luận là những người mà mẹ nhìn quanh, mẹ quên nhìn lên. Do đó khi đến thì Chúa nói: ai là mẹ tôi đâu, ai là anh em tôi đâu, người nào nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành thì người đó là mẹ tôi, anh em tôi. Đức Mẹ tiêu nghỉu trở về và hiểu phải nhìn lên. Hay quá quý vị ơi. Rồi biến cố ở Cana, Đức Mẹ cũng nhìn lên, cũng đau khổ với cái cặp tân hôn đó. Mới có ngày đầu đã hết rượu rồi. Đức Mẹ nhìn lên, thấy con mình có thể làm được. Đức Mẹ gài đổ, Chúa Giêsu dính cháu luôn, không thoát ra được. Mặc dù Chúa bấm bấm không, Chúa cũng bấm bấm, dịch lý đã càng khảm cấm cấm tốt đi, không đòi, giờ tôi chưa tới. Vậy mà Đức Mẹ gài câu, nhà nhân đâu, mấy ông đâu, thế ông bảo làm gì cứ làm, là tôi xô xong rồi. Đức Mẹ gài hay thiệt. Rồi ở cái miếng cố ở trên núi Sọ, nếu nhìn ngang thì đau khổ vì mình mất đứa con mà nó chết một cách kinh khủng nhất. Không có ai có con trên đời chết kiểu đó. Nhưng khi nhìn lên thấy Chúa Giêsu nói: cái anh này là con của mẹ, và anh ơi, đây là mẹ của con. Cái câu chuyện đó, Đức Mẹ nhìn lên một cái sực nhớ vai trò của mình vẫn còn là mẹ của cả một nhân loại. Nó đẹp vô cùng. Cho nên cái danh từ đồng công được nhiều triều đại giáo hoàng dùng, các thánh cũng dùng, các nhà thần học cũng dùng, các người trình bày về giáo lý, về thánh mẫu học cũng dùng. Các ngài hiểu rằng danh xưng đồng công không có nghĩa là làm suy giảm vai trò tuyệt đối của Chúa Giêsu. Không, trong chương trình cứu chuộc của ngài, hiểu như vậy thì danh xưng Đức Mẹ đồng công mới hiểu là cần phải sửa. Còn nếu nó đẹp như vậy, tại sao phải chỉnh? Ý nghĩa đó vẫn đẹp. Kính thưa mọi người, tôi dẫn mọi người đi để cùng cảm thông với nhà đồng. Và bây giờ mình biết thì mình phục hơn thôi. Chỉ sự vâng lời là quan trọng nhất. Có nhóm nào mà không vâng lời thì thôi đừng tiếp xúc. Có vậy thôi, đơn sơ là tôi nói nhóm nào. Tôi trở lại vấn đề bằng quyển sách chính Nữ Vương và Nữ Hoàng. Công đồng Nice thứ hai năm 787 đã sử dụng tước hiệu Nữ Vương để làm Ad Reginam Sili, hãy đến với Nữ Vương trên trời. Ghê quá. Rồi cái thông điệp chính thức của Đức Giáo Hoàng Pio XII vào năm 1954 bàn đến Đức Mẹ Maria là Nữ Vương của chúng ta dưới đủ mọi hình thức. Công đồng Vatican thứ hai hoàn toàn đồng ý với cái chữ Nữ Vương. Sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Trinh Nữ Vương vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh phúc thiên đàng cả hồ lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương của vũ trụ, để nên giống con của ngài trọn vẹn hơn, là Chúa của các chúa, là vua của các vua, là đấng chiến thắng tội lỗi và sự
niệm 100 năm công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Thánh Cha Pio 12 đã đưa vào phụng vụ lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương. Ngày xưa là ngày cuối của tháng 5. Đối với vị tháng 5 mấy ngày? Đưa tay ra đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Cái nào lòi lên là 31. Cái dưới 30 trừ tháng 2. 5, 6, 7, 8, 10. Đếm ra liền. Dễ tính. Tại vì sao? Vì tháng 5 là tháng hoa. Kết thúc tháng hoa thì Đức Thánh Cha nói để cái lễ được thành lập mới là Đức Mẹ là Trinh Nữ Vương, cho nên kết thúc. Nhưng mà sau này lịch đổi lại. Sau công đồng Vatican có một số thay đổi. Cũng nên nhớ tháng nào cũng có lễ kính Đức Mẹ đó. Riêng tháng 5 và tháng 8 có hai lễ. Đây nha. Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Tôi đọc vậy đó. Trái tim vẹn sạch vì người Việt mình danh từ đi trước, tính từ hình dung từ đi sau. Giống như mình nói trái cam rất ngọt, trái me rất chua. Cái nào đi trước? Danh từ đi trước. Mình gọi cái nhà trắng, mấy người khác gọi cái trắng nhà, cái white house. Tiếng Tàu cũng vậy, bạch ốc chữ bạch đi trước. Còn tiếng mình nó cái danh từ là quan trọng, ta để trước. Cho nên nếu mình đọc rất thành trái tim Đức Mẹ là mình đọc ngược tiếng Việt. Có ai nói rất ngọt trái cam, cho tôi rất chua trái ốc? Mình để danh từ, cái danh từ ở phía sau là mình thua. Mình để danh từ ở phía trước, tiếng mình vậy, mình không có chối được. Mấy tiếng nó khác nó ngược thì kệ nó. Con mình ngược thôi, nhưng mà mình chính. Không chưa? Con mình ngược ha. Tính điều đó nói lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ ngày trước đó là kính vào ngày sau cái ngày lễ kính trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu. Được dời lên đó. Còn cái lễ Trinh Nữ Vương lúc trước nó nằm ở tháng 5 đó. Bây giờ về tháng 8 là ngày 22 tháng 8. Rồi cái lễ kia được đổi lên cho nó hợp. Bây giờ chữ Nữ Vương. Vương, tiếng Hán Việt là vua. Cái nghĩa thứ nhất, nó nhiều nghĩa lắm. Tôi đọc ở đây gần 30 nghĩa. Tôi trích ra vài cái thôi nha. Bậc vua chúa thiên tử đứng đầu một nhóm, một nước thì gọi là vương, theo chế độ quân chủ. Một tước vị quan trọng trong triều đình, vương tôn công hầu, v.v. Người cầm đầu một nhóm, giống như là bá vương. Người có tài năng siêu quần bạc chúng, như cái thằng cha đánh cờ giỏi, ta gọi là gì? Kỳ vương, kỳ là cờ. Dùng để xưng hô một họ, họ vương. Ví dụ, có tài tử ngày xưa, Vương Vũ, tiếng Hồng Kông đợt đầu tiên. Đó là một cái cách để đến chầu người khác, cũng gọi là vương. Rồi cai trị người khác, cũng gọi là vương, nhưng phát âm thành vương. Rồi chỉ cái gì to lớn. Quý vị có thấy cái gì to lớn ở nước tiếng Anh cũng nói king với queen không nào? King size là cỡ vua. Áo lễ nhà dòng mới mai đó, nó có nhiều hạng khác nhau. Một tôi biết cái kích thước của tôi đi lựa cái có chữ S là small. Tôi mặc trong tôi đi vấp té. Nhưng cái cỡ lớn nhất thì ta gọi chữ K. King size. Không biết ông vua lớn cỡ nào tôi không biết. Tôi thấy vua thành thái bé xíu à, cái hình chụp á. Nhưng mà hãy cái gì của vua cũng lớn đó đó, nghe chưa? Như vậy chữ vương nó có nghĩa là một cái người cầm đầu. Chữ nữ, tôi xét chữ nữ đi tiếp với chữ vương đó. Nữ có nghĩa là để phân biệt với nam, ai cũng biết. Con gái chưa chồng gọi là nữ, nữ nhân. Còn lấy chồng rồi gọi là phụ. Do đó ghét phái nữ nói chung thì gọi là phụ nữ.
Bây giờ hiểu không? Nó có nguồn gốc của nó, mình hiểu mình thích tiếng Việt mình hơn. Hễ chưa có chồng thì gọi là nữ, hễ có chồng rồi gọi là phụ. Phụ đấy không phải là đi theo phụ đâu. Giống như con ông kia ông hứa, từ nay tôi thề với bà, tại tôi đi tĩnh tâm về, tôi hứa tôi không phụ bà bao giờ. Cho bà vợ mừng quá nói, vậy thủy chung á. Đố quý vị, thủy chung với chung thủy chữ nào đúng? À, mình vẫn dùng. Nó vui vui đó. Thủy là bắt đầu nha, chung là kết thúc, mới có chữ chung cuộc. Như vậy thủy đi trước, chung đi sau. Một đời thủy chung. Còn mình lần ngược lại người ta cũng hiểu, nhưng nó sai thứ tự. Thế có vậy thôi, mà không sao hết, cứ dùng. Như vậy thì một người phụ nữ, ông đó ông hứa với vợ, từ nay anh không phụ em. Bà vợ mừng quá nói, vậy là mấy cuộc tình cũ của anh xóa hết đó, ai biết. Cái chút cái bà rửa chén, bà nói anh đi lấy giùm cái khăn. Không, sao kỳ vậy? Ê, anh đi ra lấy xà phòng dùng em, cái bình này nó hết xà phòng rửa chén rồi. Không, hỏi sao vậy? Tôi đã hứa tôi không phụ bà mà. Kinh mà ở Mỹ tôi quan hô, tôi đi nhiều xứ dự đám tang,
người cầm quay phim chụp hình, nhất là mấy bà anh ta đâu thì ông nói ta đây. Ngoài thiệt mà có thật đó, anh Nguyễn Văn Ta đâu mèo bệnh chơi cái đó chơi ngon. Cho nên quý vị mà có con đặt tên là ba, con trai đặt tên ba, mai mốt người ta hỏi ba ơi ba nó ở gì vậy con, nói chơi luôn nó quách. Tóm lại, Vương và Hoàng đều có nghĩa là người có quyền cao chức trọng là vua. Nhưng thường danh hiệu Hoàng nó mang tính cai trị, chính trị, quân sự hơn. Cho nên Thánh Alberto cả nhận xét danh hiệu nữ vương vừa có nghĩa thông cảm, vừa có nghĩa đứng làm trung gian. Vì chữ vương nó viết ba gạch ngang quý vị, với một gạch dọc. Vạch ngang trên cao tượng trưng cho thiên, vạch ngang ở giữa là nhân, vạch ngang dưới chót là địa, nhân thiên địa. Và cái sổ từ trên nối xuống là người đứng giữa mà cai trị, gọi là chữ vương. Rất dễ hiểu phải không? Và quý vị học được một chữ rồi đó. Cái chữ kế tiếp học được liền. Tôi chọc cái này mấy người tên Ngọc đừng có buồn. Ba chữ vương là ba cái gạch, có cái chấm ở bên cạnh, gọi là Ngọc. Cái chấm đó là bất kỳ cái gì của vua rớt ra cũng quý. Gọi là Ngọc. Thế là khổ. Ai tên Ngọc đừng có buồn, của đồ vua rớt ra. Thánh Alberto nói chúng ta gần gũi với chữ nữ vương hơn chữ nữ hoàng, bởi vì nữ vương đứng giữa làm trung gian, chăm sóc đến từng lớp con người như một người mẹ biết chạnh lòng thương. Mẹ nào mà không chạnh lòng thương, từ đó mẹ ghẻ có thể có không thương con của chồng. Khác với danh hiệu nữ hoàng mang tính cai trị, ngồi trên cao nhìn xuống, đồng thời diễn tả cái gì nghiêm nghị, khắc nghiệt, khó đến gần. Nó ngược hoàn toàn với ba câu cuối của kinh lạy nữ vương mà chúng ta đọc: ôi khoan thai, nhân thai và diệu thai. Ngày xưa dịch vậy mà hay thế không? Thay là một cái acclamation mark, một cái khen ngợi Đức Mẹ khoan thai thai, nhân ái thai, dịu dàng thai. Là tấm lòng của người mẹ thôi. Có tấm lòng nào ví dụ như vậy? Cho nên suy khen tấm lòng của bà mẹ mà chúng ta gọi là nữ vương đó. Bây giờ tôi đi đến cái bắt đầu giới thiệu quý vị về cái này, quyển sách để nói lên Đức Mẹ là nữ vương của thế giới. Hay quá. Ở quê hương ta, tôi đố nha, cái gì có hai câu thơ: để yên thì nằm yên thì thích, liếm đít là chạy tới tung. Nó không có tục đó, đừng có nghĩ mặt nữa. À, có người nói con tem, đúng, con tem đó, liếm điếm, dán để nó chạy. Ngày xưa phải liếm, bây giờ lột ra cái nó dán. Cho nên ngày xưa hỏi, lúc tôi đi tù về mấy ông kia hỏi, nhà ông ở trước bưu điện Sài Gòn, trường Ta Be đó, ông làm nghề gì? Tôi nói, dán tem. Hỏi sao dán? Tôi qua tôi ngồi thẻ lưỡi sẵn. Ai mua tem cứ để lên. Nói chơi có làm gì có cái vụ đó. Mỗi người tự liếm, đúng không? Để yên thì nằm yên thiên thiết, mà liếm niếp thì chạy tới tung. Lại cười. Nổi hứng lên tôi đố tiếp nữa. Cũng có hai câu thơ. Cái gì, thưa quý vị, cái gì là đồ vật? Có hai câu thơ: tròn tròn dẹp dẹp, đánh cái bẹp ra nước. Lại cười nữa. Có hiểu không mà cười? Không hiểu cũng cười. Là tròn tròn dẹp dẹp, đánh cái bẹp ra nước. Hỏi là cái gì?
trả lời luôn là cái con cờ tướng. Nó tròn tròn dẹp dẹp, đánh cờ mấy ông đánh mạnh lắm. Ăn con xe người ta mà làm cái rầm này nè, người ta tức lên luôn á. Mất con xe đã tức rồi mà đánh cái rầm cái đó là hồi bánh nhau. Nước là nước cờ. Đánh xong cái ông kia nó trời ơi, cái nước sông Pháo của anh hay quá. Chứ hiểu bậy cái nước gì. Còn nếu không, hãy mua quyển sách này để đọc ở phần cuối.
chứ, có quảng cáo hay không? Rồi, bắt đầu bằng trang 44 của Ngài. Rất hay quý vị. Maria là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên thế giới. Maria cũng là người nữ được yêu mến nhất trên thế giới. Hay không? Làm sao chúng ta có thể biết được một nhân vật được thế giới yêu thương, được thế giới kính trọng? Cách dễ biết nhất là xem tên người ấy xuất hiện ra sao, bao nhiêu lần, ở đâu. Cách dễ nhất, tên người ấy được đặt cho các cơ sở, các công trình kiến trúc, các phong trào, các thành phố, các dòng tu, các giáo xứ, các trường học, các giáo đường, các vương cung thánh đường và cả các tịnh lỵ. Có nhiều tịnh lỵ lấy tên Saint Mary. Bên Pháp cũng có Sainte Marie sur Mer. Để rõ ràng đi với tới viếng thăm nguyên họ đạo lấy tên Thánh Maria. Trời ơi, cảm động nhé. Vương cung thánh đường ở bên nước Úc của tôi gọi là Saint Mary Cathedral, vương cung thánh đường Maria, rất đẹp thưa quý vị. Cho nên mình cứ xem rồi xem những ảnh tượng người ta vẽ, nhiều hay ít, những công trình kiến trúc mang những cái cách gọi là trang trí nội thất có hoa văn hình ảnh Đức Mẹ. Đặc biệt nhất là in hình nhân vật đó ở trên con tem bưu chính để mọi người nhìn thấy nó lưu hành, nó đi. Cho đến nay, như tôi nói, 179 quốc gia trong đó có Việt Nam và 10 quốc gia ở châu Á đã in hình Đức Mẹ trên con tem. Hay quá ha. Chúng ta biết thêm vậy thôi. Ở nước Mỹ thì tên Đức Mẹ xuất hiện khắp nơi. Thí dụ thành phố Los Angeles, tiểu bang California, có cái tên nguyên thủy của nó là gì? Our Lady Queen of the Angels. Tên nguyên thủy, Đức Mẹ nữ vương của các thiên thần. Sau này người ta viết tắt theo gốc tiếng Tây Ban Nha Los Angeles là Les Anges bằng tiếng Pháp. Dòng sông Mississippi hùng vĩ có tên chính thức của nó được mang tên là Immaculate Conception, vô nhiễm nguyên tội. Thành phố San Jose của quý vị ở California có một dòng sông nhỏ tên là Guadalupe, Đức Mẹ của Mẹ Tây Cơ. Quá hay không? Mình đừng có kể nhiều, tôi kể hết thì quý vị không mua sách. Tôi không chơi ghê lắm, không chơi đâu. Tôi được đã hứa với cha Nam là tôi sẽ làm cho tác phẩm là đứa con tinh thần của cha được nhiều người biết. Bây giờ anh chị biết rồi đó. Mua ở đâu hả? Đánh cái chữ ban biên tập nhỏ, ban biên tập Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn. Ở trong này có nè, chụp cái này đây. Trong này có nhà xuất bản, có để. Trở lại vấn đề mà thấy căng thẳng quá rồi, bây giờ phải giải trí thôi. Chúng ta đi một tiếng mấy, một tiếng rồi, gần tiếng rồi. Nếu bắt đầu sớm là thì giờ một tiếng, ta còn 30 phút nhưng mà cũng sao. Tôi có câu đố, ai biết khoan nói nha. Khoan nói xong mất vui. Có một con vật, con gì mà từ lúc nó sinh ra đến lúc nó chết, nó đi được, chạy được, nhảy được mà người mình nói nó không đi được. Người mình nó luôn luôn nói nó không đi được. Ôi vậy ai nói con gì đó? Đúng rồi, con bò. Nó bò không à? Cũng nghe nó vui rồi. Nhưng có một cái con gì thông minh nhất ai cũng biết là con kiến. Tại vì cái gì cũng hỏi ý kiến. Đâu ai hỏi chó hay mèo đâu. Trời. Con gì trung thành nhất? Để nói con
thì nó cũng biết, mà do mình xác nhận. Do mình nhá, à, hồi nãy giữ giờ kia rồi không được nói. Dạ thưa, câu trả lời là con cóc. Có người hỏi tôi, cha đi bằng xe từ Đà Lạt lên đây cha biết lái xe không? Tôi nói cóc về. Còn chở tới đâu đi tới đó, con cóc biết. Là cóc nó biết hết á. Phải do mình xác nhận không? Mình xác nhận con cóc nó biết. Rồi, ăn bún riêu hồi nãy trong nhà, ăn của các nhà có bún riêu. Tôi nghe hai sơ hỏi nhau, ở mấy nhà mình có biết nấu bún này không? Chị kia cũng nói rất nhẹ nhàng, cóc nghe. Và Anna cho tới lúc Đức Mẹ về trời cả hồn lẫn xác
Giê-xu cũng đã chỉnh Đức Mẹ vài lần. Dĩ nhiên mình tin rằng cuộc đời vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ không có tội cá nhân. Nhưng những cái nhìn có khi nhìn không đúng với Thánh yêu Chúa thì Chúa Giê-xu chữa lại. Do đó đừng nghĩ rằng Đức Mẹ đẹp từ đầu đến cuối, Chúa không cần chỉnh sửa như một bức tượng hoàn thiện để rồi từ đó mình thấy khó bắt chước quá. Không, nếu vậy còn cái tự do của Đức Mẹ đó. Nếu Chúa dựng nên Đức Mẹ từ đầu đến cuối như vậy, theo cái chương trình của Chúa, như cái robot đó, ông cái là phải đi hoàn hảo, không sai một mệnh lệnh. Cái gì là tự do? Tự do của Đức Mẹ đó. Đức Mẹ tự do để nói xin vâng, lo lắng, sợ hãi, nhưng mỗi lần nhìn lên trở lại là Đức Mẹ đồng ý. Đức Mẹ cho chúng ta cái gương đó để từ nay giữa những khốn khó đừng nhìn vào tội lỗi của mình. Hãy nhìn lên, sáng nay trong bài giảng có nhìn lên để thấy Thiên Chúa nhân ái, yêu thương, tha thứ cho mình. Chứ mình cứ nhìn vào, mình sợ hãi lắm, mình chán nản lắm, và mình nói có một cái cám dỗ xin hoài mà Chúa không lấy đi. Đúng, ai cũng có một cái dầm nữa. Mà Thánh Phaolô nói lâu nay Chúa để cái dầm đâm trong thân xác con. Nhiều lần con xin Chúa cất đi mà Chúa nói không, với ơn của tôi là đủ, không cần lấy đi. Bởi vì sao? Lấy đi có khi mình kiêu căng hơn, mình kết án người khác dễ hơn, mình coi thường người khác là vì mình thấy mình hoàn thiện. Chúa để đó để mình cảm thông, mình yếu, người kia yếu, hai bên thương nhau, nâng đỡ nhau. Không biết tôi có kể cho quý vị nghe lần nào về bí tích giao hòa của giáo hội phương Đông. Có rồi, có nghe rồi ha. Chắc là nhiều người không có, tôi tóm tắt lại thôi. Một mùa chay, tôi đi sang nhà thờ Orthodox đó, tôi gọi là giáo hội phương Đông, chứ không gọi họ là giáo hội chính thống. Tại sao? Thế kỷ thứ 11, thượng phụ giáo chủ Vincent Cerulea tách rời khỏi giáo hội La Mã vì không đồng quan điểm. Rồi họ xưng họ là Orthodox, tiếng Hy Lạp có nghĩa là, bên tiếng Anh là Authentic, tôi là chính thống. Như vậy bên quý vị là gì? Không chính thống, là thứ ẩu tả mà nhà nước hồi mới chiếm miền Nam thì gọi miền Nam là ngụy, tức là không chính thống. Bây giờ mình kêu họ là chính thống thì mình đóng ngực, mình nói tôi ngụy. Giáo hội sửa lại, đó là giáo hội phương Đông, còn mình là giáo hội phương Tây. Cũng giống như quý vị, trong nhiều đám tang tôi nghe ông chủ tịch cộng đoàn đứng nói, thưa quý anh chị đồng hương, mặc dầu là lương dân, hay là bên lương, quý vị bên lương đến cùng dự lễ với chúng tôi. Tôi nghĩ trong đầu cũng được, nếu họ lương thì mình bất lương chứ sao. Tạm vua từ đất 1861 không ra cái sắc lệnh nữa, ông chia dân ra làm hai, gọi là sắc lệnh phật sáp, mà trưa mai tôi nói rõ hơn nó có bao nhiêu điều khoản quý vị biết để cảm thông với tiền nhân của mình. Ông ấy nói mấy người theo đạo Gia Tô là phản quốc, là giữ dân, giữ chê ư u vô ngã, là một loài cỏ khó chịu nhất ở miền Bắc. Nó ghê hơn cỏ gấu ở trong Nam, ghê hơn cỏ lùng ở bên Do Thái. Cho nên đám đó là giữ dân, phải tru diệt, đốt sạch. Còn giá đám mà thân với vua, vâng lời vua, lương dân, tức là tốt lành. Thì bây giờ mình gặp cái mình nói chỉ ở bên lương, cái họ nói ừ, vậy thì mình bật lương. Mình bắt mưu vua từ đất rồi. Không, tôi nói những đồng hương tuy không đồng đạo
chay. Tôi ngồi tôi thấy người ta đến linh mục bên chính thống, bên giáo hội phương đông có truyền thống để rung dài, có khi 30-40 tuổi đó mà rung dài. Nói nhỏ quý vị đừng có mời mấy quý vị nó tới ăn riêu, uống nó dính vô nó chạy không ra, riêu nó dính nữa. Rồi có hai loại linh mục, một loại linh mục được phép lập gia đình và một loại linh mục tự nguyện không lập gia đình, thì nó khác nhau một chút để quý vị hiểu thôi. Những anh em nào chọn cái con đường đời sống hôn nhân dù vẫn là linh mục thì không bao giờ được chọn để lên giáo mục, có phải không? Còn ai muốn lên giáo mục thì chọn con đường độc thân. Tôi cũng đang chọn con đường độc thân và hy vọng sẽ lên giáo tông. Ghê chưa? Đến giáo tông là giống tao. Tôi giống tôi thì kệ tôi. Nhiều người nghe nó chọn kêu dữ, tại ngày xưa gọi giáo hoàng là giáo tông, giống tao. Rồi một người hối nhân đến thì vị linh mục đứng dậy bắt tay, rồi nói gì thì mình nói sao mà mình không nghe, rồi quỳ xuống. Không có cái tòa, quỳ xuống, cái người kia quỳ, rồi xưng tội. Xưng thì mình không nghe được, mà cũng không được phép nghe. Rồi thấy ông ban phép giải tội, rồi bắt tay đi ra. Tôi đợi hết người cuối cùng, tôi cũng tới. Cái ông cũng bắt tay tôi, ông nói một câu. Cái tôi nói không không, con là linh mục ở Roman Catholic, muốn đến đây để học cái ceremony của cái bí tích reconciliation của cha đẹp quá. Cha nói thì cái ông mời ngồi, ông mới nói bất kỳ ai đến chúng tôi đứng dậy bắt tay chào và nói liền, don't come to me, đừng đến với tôi, but through me, hãy xuyên qua tôi, come to the Lord, đến trực tiếp với Chúa Giêsu, because I am a sinner, tôi là tội nhân. Cho nên ông quỳ xuống trước, ông công nhận ông là một người có tội. Nó khuyến khích cái người kia nói ra, hay á mẹ, hay lắm đó. Chứ giờ mình cảm thấy ông cha đạo đức thánh thiện quá sức, cái mình nói cái thấp hèn của mình ra thì mình thấy nó xa cách, cái mình giấu. Đây là mình dẫn ông đi vòng vòng quý vị. Thưa cha, con có ăn cắp một sợi dây lạ. Ông cha hỏi có giá trị gì không? Nó dài nhiêu? Dạ con thước rưỡi à. Cũ hơn mới con, giờ nó sờn hết rồi. Bán được không? Dạ không bán được. Vậy thì đi xin tội làm gì? Con quên nói với cha, ở cuối dây lạ nó có một con bê. Dắt con bê người ta đi thì nói ăn cắp con bê cho rồi. Đó là dắt ông cha đi vòng vòng. Mà nói thiệt với quý vị, để quý vị đừng ngại, tại mấy ngày hôm nay có rất nhiều linh mục lạ đó, không biết tên mình đó, thì mình đi xin. Cách đây 3 năm, tôi ngồi ở đây nè, cái lều ở đây nè, thì có một em người ở đây chắc năm nay anh ta lớn rồi, đi vô xưng tội, vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, dễ thương lắm. Mà lúc đó tôi ngồi tôi khát nước quá đó. Ban tổ chức không cho tôi chai nước, tôi cũng cảm ơn, là bị uống nước vào là phải ngưng nửa chừng đi đái. Cho nên tôi ngồi 2 tiếng rồi, thì cái em nó vào, tôi nói tiếng Việt con hiểu không? Nó nói hiểu. Việc đền tội tôi đọc chậm, kiếm cho tôi một chai nước. Rồi nó vỗ vai tôi vậy, nó nói phát điện gai. Nó nói I have never heard that before, chưa bao giờ nghe như vậy. Đền tội gì kỳ vậy? Cái nó chạy đi liền, mình chưa kịp làm phép nữa. Nó chạy, nó đem về 3 chai. Tôi cầm, tôi nói, cho con được không xin tội 2 lần nữa. Hy vọng đó là một chị, chứ không phải cái anh thanh niên đó.
hay là có đi Thái Lan đổi giống đó. Nhớ một điều, trước khi đi xưng tội, sao không nói chuyện với Đức Mẹ trước? Đức Mẹ thấy chi tiết rõ, con chuẩn bị xếp mình để xưng tội, xin Mẹ gợi ý cho con. Những lời con nói với người thân trong nhà thế nào? Lời Mẹ nói với Chúa Giêsu và Thánh Giuse đem so với nhau với những lời con nói với chồng con, với vợ con ra sao? Đó là nhìn ngang, nhìn nhau, nhìn lên Đức Mẹ để nói: Mẹ ơi, có những điều con ngại nói ra, tại vì con nghĩ là nó quá đặc biệt. Chắc Đức Mẹ mỉm cười lại. Chắc chắn trong đời, Đức Mẹ đã từng nghe Chúa Giêsu tha cho người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình. Là cái luật buộc phải nếu đó. Đó không phải chuyện chủ ngôn mà là chuyện thật. Chúa sự thật ấy. Chúa để các ông ấy nhìn vào lương tâm bằng cách câu giờ vẽ vẽ như đó. Có người còn nói với tôi: Chúa viết tội họ ra. Không có đâu. Chúa mà vẽ vẽ đi câu giờ thôi. Trời, họ nóng ruột quá, họ hỏi có xử không, theo luật là phải giết. Chúa biết biết, họ nóng ruột quá, nói thầy nói đi. Một giai đoạn 3-4 phút họ nhìn vào lương tâm và họ thấy có gì bất ổn. Cuộc xử án đó không công bằng. Ngoại tình, anh chàng cũng ngoại tình đâu, sao không dắt ra? Nếu có nói là nó nhanh chân, nó chạy mất, nó chưa kịp mặc quần sao chạy. Hay là có người nói nó chạy nhanh hơn, cô không biết. Nhưng rõ ràng cái nhân vật chính để xử cái đó là ông chồng. Nếu người vợ ngoại tình, ông chồng sẽ là người ném đá đầu tiên. Y như trường hợp du xe, nếu không công nhận vào thai là du xe ném cục đá đầu tiên. Vậy Chúa hỏi, ai sẵn tội thì ném trước đi. Tôi lật các câu đó ngược lại, ai là chồng ném trước đi mà chồng có vô tội không? Ông chồng nhột không ném, thằng nào dám ném? Thiếu nó đi hết. Quý vị thấy không? Chắc chắn cái tin đó về tới tai Đức Mẹ sẽ có những lời gièm pha. Con bà nó không giữ luật mai sen. Luật mai sen đối với cái hạng đó là phải giết. Không cần biết có oan khúc bên trong. Có thể ngày xưa ký giấy ly hôn thì phải chia tứ lục, chồng sáu vợ bốn. Có những ông có những âm mưu bàn với người khác tổ chức cho vợ vợ ngoại tình rồi bắt gặp là giết, khỏi cần chia tứ lục. Cho nên trong trường hợp đó Chúa hỏi rõ, ai vô tội thấy mình vô tội ném trước đi, thì vô tình cũng hỏi theo luật, anh chồng vô tội thì ném đi, anh không dám ném. Rồi cái tin đó tới tai Đức Mẹ, mà những bà nói thì chắc nói ghê lắm, nói ghê hơn ngoài sự thật nữa. Để nói theo, một con nhỏ kinh khủng lăn loàn dắt tới với con bà tha. Trời ơi, Đức Mẹ khó xử lắm mà. Nhưng Đức Mẹ tin con của mình không có gì sai, không có gì thiên tư, không có gì để mà người ta mua chuộc và hối lộ. Thưa quý vị, vấn đề mua chuộc và hối lộ mình tin Chúa Giêsu không có. Ở nước mình thì có nhiều, cho nên tôi có câu thơ nhỏ nhỏ sau đây. Bây giờ người ta thanh tra đủ thứ đó, mà càng thanh tra thì càng tham nhũng. Cho nên mới có thanh tra, thanh lý, thanh gì. Hễ có phong bì thì nó thanh kiêu. Còn công nữa,
hưng phúc, cả nhà đều vui. Thưa, tôi trở lại nha. Chắc chắn Đức Mẹ theo dõi con mình. Thì người ta đồn, cái lần đồn nặng nhất là con bà điên rồi đó, mất trí rồi, làm việc mà không ăn không uống không nghỉ ngơi, cho nên bà đi dắt về đi. Tôi nghe Đức Mẹ lo lắng, chạnh lòng thương con. Nhưng tất cả những điều đó so với cái đường thánh giá, chắc chắn trong đám đông có Đức Mẹ đi theo, thấy người ta giết con mình từng bước từng bước, không làm gì được, và cái miệng đời chung quanh chắc chắn phải nói họ ác lắm quý vị ơi. Đó, con bà là tiên tri, là phép lạ cứu được người khác, hôm nay sao không giỏi cứu mình đi. Chắc chắn tôi không có tưởng tượng đâu, miệng đời vẫn nói. Đừng, cho nên trong khi sống, đừng sống theo dư. Quý vị ơi, người Việt mình có những cái tập tục hay nên giữ. Cái vạt áo dài mà các chị mặc, vạt áo của người Á Đông luôn luôn có hai vạt. Khi còn sống, vạt nào đè lên vạt nào. Tưởng tượng đeo dài đi rồi thấy mình cài sao? Ồ, đi nè, lấy cái tay trái cài. Tức là vạt trái nằm trên. Nếu mai đúng cái áo sơ mi, áo tây là thường nói, nhưng nếu mai đúng theo kiểu Việt Nam, cũng phải để cái vạt trái nằm trên. Cái vạt bên trái đè lên. Vạt bên trái nó nằm ngay trái tim, nó tượng trưng cho dư, cho lương tâm và tình cảm của mình. Còn vạt bên phải nó nằm ngay tay phải, là cái tay mà giơ ra lắc lắc như vậy để báo hiệu tôi không có cầm khí giới. Cái chào đầu tiên đó, giơ ra chào là hay, không có cầm cục đá nha, không có cầm dao nha, tay không. Rồi từ đó cái co lại cái le thì nó đưa về, mấy nước sao đưa về, cũng là tay không. Đây là cái tay để tiếp xúc với chung quanh, với tha nhân, để tiếp xúc với mọi người, cho nên nó tượng trưng cho dư luận, quan hệ giữa mình với người khác. Bên này tượng trưng cho lương tâm, bên này tượng trưng cho dư luận. Khi còn sống, để lương tâm đè lên mà sống. Còn cái áo liệm, đúng truyền thống phải may ngược lại, cái vạt phải đè lên. Tôi nhìn xuống thấy hai ba cái áo sơ mi vạt phải đè lên, mấy người đó đang mặc áo liệm. Tôi nói cái đó là một dòng nữ, tối cái mấy gì về thay hết quy mới cút lại. Trời, tôi đâu có để đâu, tôi nói ai mà để cái vạt này nằm lên, không phải mô đen gì đâu mà là áo liệm đó. Trời, sáng hôm sau vô giờ sinh hoạt cái đó tụi con thay hết rồi cha. Tôi nói thay gì nè, đừng nút lại hết. Mùa trai tôi cứ khen các vị là tôi biết các vị rất là điều độ, là mặc đồ điệu. Bây giờ mai đồ đẹp lắm, tu phục thì không nói, nhưng khi đi sinh hoạt ở ngoài xã hội, làm nhân viên xã hội bên Việt Nam thì mặc áo thường dân đẹp lắm. Mà thiệt, cũng có nhiều sơ đẹp thiệt. Đẹp thì mình nói đẹp, Chúa dựng nên mà. Rồi trở lại nữa, Đức Mẹ theo dõi Chúa Giêsu cho đến núi Sọ. Con té, Đức Mẹ đau chết. Lúc Chúa Giêsu được dương lên cao, lúc đó Ngài tỏ ra cái uyên quyền là vua vũ trụ, một vị vua không khương kiếm, không chiến mã, không hạ
chân thập giá ở đồi Golgotha nó đẹp lắm. Nó đẹp không phải vì cảnh thê lương, nhưng mà vì càng thê lương càng nói lên cái tình của cái người chết cho mình. Vậy thánh thiện là gì? Nhiều kiểu định nghĩa. Sáng nay tôi định nghĩa trong hội trường được mẹ ông Sáng Lên Trời gác. Ở đây thánh thiện là mình bắt đầu tin rằng Chúa thương yêu mình. Tôi không cần quý vị thuộc kinh gì hết. Tôi không cần mình làm công tác gì hết. Giữa tôi và Chúa, tôi biết tôi bất xứng, nhưng Chúa đã chọn tôi và yêu thương. Y như cái lời của Đức Thánh Cha Francisco mà tôi đọc hồi nãy. Bây giờ có thể tôi đọc lại quý vị nghe. Đức Thánh Cha đọc Miserando atque eligendo. Dù con bất xứng, nhưng mà con vẫn được chọn. Rất đẹp. Như vậy cũng tôi trở lại là Đức Mẹ là nữ vương của thế giới hay nữ vương của linh hồn mỗi người chúng ta hay của gia đình chúng ta đi nữa, thì Đức Mẹ vẫn là cái nhịp cầu để chúng ta nếm được cái tình yêu của Chúa Cha qua lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chỉ mong muốn chúng ta trở về với Cha trên trời. Bất luận chúng ta đang làm gì, đang ra sao, hãy trở về và tin rằng mình được yêu thương cách cá biệt, tức là riêng mình, cách vô điều kiện là Chúa không tính toán, và cách vô giới hạn không có giới hạn. Để mình càng yêu thương thì mình càng được đáp lại yêu thương. Tình thương nó tăng nếu nó có hai chiều, nếu nó còn một chiều chắc chắn nó sẽ tăng. Do đó tôi xin mọi người hãy nhớ một điều, tin rằng qua tình yêu của mẹ mình á, hay mình yêu thương con mình á, rồi mình nhìn lên Đức Mẹ yêu thương mình, rồi mình tin rằng cái tình yêu đó là người mẹ của mình đã thể hiện phần nào. Bây giờ cảm ơn mẹ của mình. Nếu mình đang là mẹ, hãy sống xứng đáng là một người mẹ yêu thương hết mình. Bởi vì tình yêu không bao giờ suy giảm nếu nó cứ cho đi. Còn nó giữ lại, nó sẽ bớt. Đó là cái chân lý như vậy. Cho nên, xin hãy tưởng tượng thôi, bắt đầu bằng tưởng tượng. Sáng mở mắt thức dậy, cảm ơn Chúa đã thương con, cho con thêm một ngày nữa. Sống, con biết con còn sống. Con đưa tay ra, nó vẫn còn điều khiển được. Con nhìn thấy người khác là anh chị em của con, vân vân. Và con thấy cái kim đồng hồ cứ tiếp tục đi. Tôi ngồi trong cái nhà nguyện ở dưới đó, chỗ đền Đức Mẹ. Tôi thấy sợ, hai bên có hai cái đồng hồ mà cái kim dây nó cứ chạy. Tôi nghĩ trong đầu stop đi mày. Nó cứ đi tích tắc tích tắc. Có nghĩa là mỗi lần nó kêu là đời tôi ngắn đi. Nó ghê lắm đó, quý vị. Mà mình ít có khi nghĩ lại, rồi mình nhìn lên thấy Giêsu vua vũ trụ, King, bên kia Maria nữ vương, Queen, rồi nhìn cái đồng hồ là Chúa. Nó cứ xin tới. Con tới với Đức Vua đem gì khoe đây? Con tới với Đức Nữ Vương có cái gì để trình bày? Cho nên tôi xin được phép nói Đức Mẹ là Nữ Vương thế giới là ngay trong tâm hồn mình. Tôi không cần nói ở đâu xa hết. Bởi vì mình sẽ sau ngày Chủ Nhật mình sẽ trở về với thế giới. Nhiều vị ở Việt Nam, có những vị còn ở bên châu Âu nữa nha. Đi tứ tung hết là cả thế giới. Hãy tin một điều, đến với Đức Mẹ đi. Đức Mẹ sẽ dạy cách mình nhìn lên. Đừng nhìn thân phận mình rồi cảm thấy thất vọng hay chán chường. Xin hãy nhìn lên. Tôi kết thúc và
bằng cái chuyện vui tôi đã từng kể rồi đó. Các quý vị biết rồi, là chuyện đi xưng tội mà vừa với điều răn thứ 6 và thứ 9 đó. Tôi hãy kể đó, cứ ngập ngừng muốn giáp xưng. Thì nói mẹ nó ra đi là xong đó. Nhưng mà trước đó có câu chuyện của tôi, là câu chuyện lúc mới sáng mốt làm linh mục, sợ nhất cái là ngồi nghe xưng tội, là vì những ông già người Úc, ông nói cái giọng rồi có nên tha không? Tôi hỏi đức cha nói tha hết. Chúa hiểu chứ không phải dùng. Rồi từ đó tôi tha. Nhưng mà hồi đó tiếng Anh nó còn quá ít. Con đứa, con trai chắc 13 tuổi, tôi đoán là học lớp 6, lớp 7, cỡ đó. Nó vô nó nói con có telling lie, nói láo, tôi hiểu. Tôi nói mấy lần, cái nó nói có một lần à. Mà nói láo với ai, với má con, nó nói nào, với instructor trong trường. Cái anh huấn luyện viên thể thao đó. Mà tại sao con nói láo với ông? Vì ông bắt con làm cho ông cái somersault. Tôi mà biết cái tội đó, tôi chết liền hết. Tôi gỡ kiếm xuống, tôi chùi chùi, tôi nói với nó, somersault là cái gì? Giải thích. Nó nói, I cannot explain. Con giải thích không được. I can't do now. Tôi nói, không có đàm. Nói thôi. Nó nói không được. Nói không được, tao không ta. Cái nó sợ quá, nó chạy ra giữa nhà thờ đó, có cái đường vậy nè. Tại cái toàn ngồi bên đây có đường giữa. Chữ somersault trong gymnastics có nghĩa là chạy, lấy trướng quay một vòng cái đứng xuống. Nó chạy, nó quay một vòng, nó đứng xuống, nó nhìn của tôi, nó nói đó. Xong nó xót. Thì tôi thấy vậy thôi, xò tay ra tha tội. Bốn bà già đang đợi xưng tội, đứng dậy đi ra. Tôi hỏi đi đâu, cái việc đền tội kiểu đó, tụi tôi chết hết. Sáng hôm